một cái bức long quy trường thọ bằng đá thạch anh tóc này, và tôi có thêm một đôi bông tai, à hai cái mặt dây đá, một loại đá quý rất là nổi tiếng của Australia. Xin chào tất cả anh em, video tiếp theo của kênh Vàng Tay Phạm hôm nay tôi giới thiệu đến một bộ sản phẩm của anh Lê Hải, anh ở Thanh Hóa. Anh đặt tôi rất nhiều, anh đặt tôi ở đây tôi thấy là có 4 đến 5 cái bộ sản phẩm khác nhau về cả vàng, cả đá quý, cả dây. Dây thì chắc là tôi tặng cho anh ấy rồi. Thế còn vàng và đá quý ở đây tôi có một cái sản phẩm ngọc rết này. Tôi có thêm một cái sản phẩm thạch anh tóc vàng loại VIP bọc vàng này. Tôi có một cái bức long quy trường thọ bằng đá thạch anh tóc này. Và tôi có thêm một đôi bông tai, à hai cái mặt dây đá, một loại đá quý rất là nổi tiếng của Australia, và một vài cái nút vàng. Ok, chúng ta hãy cùng xem bộ sản phẩm này anh đấy có những cái sản phẩm gì nhá. Đầu tiên của anh ấy là một cái cụ long quy trường thọ, đeo một cái dây, tôi đã làm sẵn một cái dây cho anh ấy, và đây là cái giám định. Cụ long quy trường thọ là chỉ có một cụ duy nhất thôi, tội hết rồi nhá. Tóc rất là trong, và tóc này cái thịt thấy anh thế này màu vàng, long quy trường thọ. Thế còn cái tác phẩm thứ hai, anh ấy có tất cả là 4 món cơ. Đây là tôi để đây nhá, tôi để sản phẩm đây nhá. Tác phẩm thứ hai là anh ấy làm tiếp theo là một cái hươu ngọc rết. Thiên nhiên hoàn toàn luôn, thì tôi cũng xỏ cái dây lên cho anh đeo luôn. Thì những cái tác phẩm này là hàng văn phòng tôi đang có sẵn. Thì tôi quay lên cho anh và anh ấy đã lựa chọn luôn. Thế còn thêm một cái tác phẩm nữa mà anh ấy làm, đó là một cái mặt dây. Cái này là cái mặt này để chúng ta xỏ vào trong cái vòng tay nhá. Đây là một cái mặt dây Tahigem 18K750 là bằng vàng, và bên trong là một thái tóc vàng loại siêu trong. Thì trên đây tôi có 3 sản phẩm này. Và cái tác phẩm tiếp theo, anh ấy có nhiều thứ lắm. Anh ấy có thêm 2 cái mặt dây ngọc đế quan nữa. Hai mặt dây mà đế quan rất là xinh. Ngọc đế quan này thì nó sẽ có hai màu khác nhau, hai loại khác nhau. Tôi sẽ không thể quay rõ cái mặt đế quan này được, tại vì mặt đế quan này nó sẽ sử dụng một hiệu ứng ánh sáng khác một chút. Tôi sẽ quay riêng cái hai mặt này cho anh chị nhé. Tôi sẽ để riêng ra đây. Thế còn tiếp theo là có một vài cái nút vàng nữa. Thì em chuẩn bị cho anh ấy, đây là vàng 24 đúng không? 18K. 18K750, ta hi 18K750, hàng đúc. Trên này là chữ vạn nhá, chữ vạn của Phật lực. Thì tôi đã chuẩn bị cho anh ấy một số cái dây để anh ấy tự xỏ rồi. Và bây giờ trong cái sản phẩm này ấy, thì anh chị đã có thể nhìn rõ khá là nhiều rồi, nhưng mà tôi sẽ quay riêng cho anh chị hai cái mặt dây này. Và anh chị theo dõi nhá. Ở ánh sáng trung tính chúng ta sẽ thấy hai cái phiên bản này nó sẽ có hai màu khác nhau. Một cái là màu xanh táo, một cái là một màu xanh thiên thanh, quên sorry anh chị. Hai màu khác nhau nhé, thì đá thiên nhiên nó sẽ có những cái sản phẩm như vậy. Và trên mỗi sản phẩm trên website thì anh chị có thể search cái mã hàng là ngọc đế quan nhé, sẽ ra cái bộ sản phẩm này. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều, chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trong các sản phẩm khác. Tôi là Tahi Phạm của kênh Vàng Tay Phạm, xin chào tạm biệt anh chị.